nó thực hiện những thao tác phức tạp hơn. Những cái chỗ mà nó cần cái động tác nó khá là phức tạp, mình thì không cần thiết. Thế là phải tối cần ấy mà còn cắt. Vừa mất cần vừa mới cắt thêm hai mấy triệu. Thế gì? Ta lỗ là cần bãi. Cần bãi. Ừ, chắc phải hết một ngày mới xong con ạ. Đấy, con nhìn máy xúc của bác đẹp không? Con thích lái không? Vất vả. Ừ, làm cái gì chẳng vất vả hả con? Ừ, học cũng vất vả, làm cần cẩu cũng vất vả. Hả? Làm bác sĩ cũng vất vả con ạ. Cái gì cũng vất vả hết. Cẩn thận không dẫm vào điện thoại của các bác nhá. Đây là quá trình thay cần cho một con máy xúc đào. Cần nguyên bản của nó thì là một cái cần kỹ thuật khá là phức tạp và nó không phù hợp cho việc đào đất. Bố nghe đây.